Chào quý vị các bạn nhé. Hiện nay tôi đang đứng dưới tán một cái cây đặc biệt nhé, cây lọng. Một không gian rất là đẹp với những tác phẩm cực kỳ đặc biệt và với những tác phẩm cũng cực kỳ bình dân. Quý vị các bạn đến đây thì sẽ thỏa sức xem cây và tham khảo giá. Tác phẩm đầu tiên chia sẻ tới quý vị và các bạn là một tác phẩm rất là đẹp, đẹp hút hồn luôn. Quý vị các bạn hãy xem và cảm nhận nhé. Nhìn phê chưa? Một cây xanh. Đó. Về vóc dáng thì nó là một cây rất là lùn lực. Tuy nhiên là ký ở trên một cái bệ đá này thì rất là hợp. Đó. Cây mịn rồi các bạn nhé. Mịn rồi. Rất là mịn rồi. Và cây thì cực kỳ già. Nhìn già nó gai sần như này. Đấy, rất là già. Và những co lắc của nó thì vì các bạn nào làm cây thì biết con lắc rất là đẹp nhé. Đấy, những cái cành cái chi rất là lực, phải nói một cái tác phẩm rất là mến yêu như thế này. Anh Hiệp chia sẻ thêm về tác phẩm này. Đây, giới thiệu với anh em, đây là một tác phẩm theo nhãn quan của Trần Hiệp ấy, không biết là ý anh em thế nào. Đây nó một cây hoàn thiện, phải nói là rất đẹp, nó đầy đủ các cái yếu tố của một tác phẩm nghệ thuật, kể cả về thẩm mỹ, kể cả về độ già, kể cả về form dáng. Đấy. Nhưng mà đây, cây này thì nó còn sót lại. Đây là, nếu mà mình nhìn không nhầm thì đây nó là một cái xanh lá móng. Chất lá nhé, lá cong mũi hài này. Đấy, lá dày rất là đẹp nhé. Thế thì có một cái điều đặc biệt là mình chia sẻ cái xanh lá móng lên, thì xanh lá móng thì mình thấy anh em ở Đan Phượng, ở Hoài Đức vẫn thường nói nó là cái văn hóa của hai vùng quê là Đan Hoài. Thế nhưng mà bây giờ lên chương trình mình càng ngày càng phổ cập rộng ra rất nhiều, thì anh em cũng nói tóm lắt lại là móng thì vẫn là quê. Thế thì mình bảo thế thì mình cũng chẳng biết thế nào, thì anh em gọi thế nào cũng được. Đấy, anh em bảo móng là quê, bảo thế thì anh em bảo thế nào thì mình cũng ok thôi. Mình sẽ đo cho anh em cái chiều dài của cái chậu mà nó gần kín hết chậu anh em nhé. Chiều dài của chậu là 1m25. 1m25. Chiều cao là được từ mặt chậu lên là được 90. Tán bay là được 1m50. Cây này anh Huân có thể đi chi tiết xung quanh để các bác ngắm, để thưởng lãm cho nó hết cái đẹp của cây. Bể xi măng chân quỳ nhé, rất là hầm hố đẹp. Rễ nó bám rất là chặt vào đá như này nhé. Kỳ đá rất là lâu rồi. Chỗ này là cái hờm này. Cái hờm này này tạo nên độ phiêu của tác phẩm nhé. Kỳ đá cũng rất là đẹp ý, nghệ thuật. Chiều này nhìn được nhé, các bác chơi được cả hai chiều. Tuy nhiên đây, chiều kia là chiều chính thì nó lộ rõ cái đường chuyển của thân chính hơn. Chiều này nhìn đẹp. Đó, bác nhé. Một cây xanh cũng có thể gọi là cây trực hoành, nhưng tỏa bóng theo bóng dáng của một cây giang làng. Rất là tuyệt vời nhé. Đó, nhìn phê chưa? Cái rễ nó già như này. Bác nhé. Già, thân nó già, kinh điển như này. Nó méo, nó gai như này. Đây là tôi cứ tả thật những gì tôi nhìn thấy nhé. Đấy, quý vị các bạn muốn xem kỹ hơn thì có thể đến tận nơi. Rễ nó bám chặt lên đá này nhé. Cây là ký ở trên một bệ đá thấm thủy. Đấy, một loại đá rất là hợp với cây. Cây nó mát cây và nó khỏe cây. Cây này bao tiền nè? Cây này giao lưu với anh em là 85 triệu. 85 triệu cây xanh này nhé. Một cây xanh rất là mịn, đẹp như này. Đấy, quý vị các bạn xem tiếp một cây xanh cũng kích thước lớn nhé. Kỳ đá. Đây này, cái này là cây Nam Điền anh em nhé. Cầu các anh em kê hơi cao, cây này là thả thấp một chút xuống. Còn là cây nó hơi cao này. Cây này thậm chí là bỏ cái chân ở dưới được. Bỏ nhỉ? Chân đi thì nó hợp lý hơn. Nhưng hôm đó mình không có nhà, anh em xếp đặt thì nó hơi cao một chút. Quý vị các bạn xin ý gần để các bạn xem chất đá luôn nhé. Cây cũng bám đá rất là lâu rồi. Để nó chảy nó nhũn nhiễn như này. Bóng của nó này, đường chuyển, những thân rất là mềm mại. Anh Hiệp cho xin kích thước của cây này. Cây này là một cây Nam Điền, anh em ký cũng lâu lắm rồi. Nhưng cây này chắc chỉ có lui già anh luôn. Cây này tán là 2m8. Chiều cao từ mặt chậu lên là 1m9. Giá anh em 200 triệu.
tại bể là 1m65. 1m65 nhé. Và cái bể đá nó gần kín mặt bể nhé. Chiều rộng 1m2. 1m65 nhân 1m2. Quý vị các bạn nhìn chỗ khác của cây xanh này nhé. Đó. Hiện nay thì cây xanh này đang ra rất là nhiều quả. Cá nhân tôi cứ nhìn thấy quả là thấy thích rồi. Quả chín vàng đẹp nhé. Một số anh em này cứ thích chơi cây miền Nam nó có hoa. Cái cây này thì nó lại có quả. Bạn nhé, vừa thưởng thức những cây cổ, những cây đặc trưng của miền Bắc, vừa là thưởng thức những cái quả chín vàng rất là đẹp. Đó, còn được ăn chứ. Quả xanh là ăn được nhé. Quả xanh xia đều ăn được hết. Đây, ba cây có hoa đây luôn. Đấy, có hoa, có quả đủ hết để phục vụ các bạn nhé. Không thiếu cái gì cả. Quả cây nguyệt quế anh em nhé. Hoa rực rỡ nhé. Đi rộ, thơm nức lên. Chiều cao đây này được 1,5m luôn này. Chiều cao là 1,5m. Tán rộng là được 1,2m. Đây có một đôi nha anh em nhé. Một đôi này một là đôi. Dán trực này thì giao lưu với anh em đôi này là 15 triệu. 15 triệu đôi trực này nhé. Đó. Cái này một cây này này. Ừ. Bốc rễ hầm hố đẹp nhé. Cây nó già như này. Cũng là cái giá phải nói là hấp dẫn. Cái giá tôi nghĩ là quá là hấp dẫn rồi. Mùi hương thơm rất là dễ chịu này. Quý vị các bạn nào có không gian phù hợp thì chơi đôi này thì rất là tuyệt vời. Giá nó cũng bình dân. Đấy, cây này thì nó mang phong cách đương đại nhiều hơn. Đấy, nhiệt chia sẻ thêm cây nguyệt quế này. Đây giới thiệu anh em đây một cây nguyệt quế dáng bay. Nói chung anh em gọi là cây cảnh nghệ thuật. Mình sẽ cho anh em thông tin. Đây đo cho cổ thân anh em này. Chỗ cổ thân này là hoành là 50 này. Hoa này nó bắt đầu ra này. Cao là 1m1 này từ mặt chậu lên này. Và tán rộng này. Cây này thì anh em đang báo là 25 triệu. 25 triệu cây này nhá. Cây nguyệt quế già khô. Chân đế đẹp như này. Tác phẩm nguyệt quế rất là tuyệt vời như này. Cũng tán mịn rồi. Cái này cũng một tác phẩm nguyệt quế đấy. Này này có 4 cây nguyệt quế này. Hoa thì thơm nức lờ. Cây này cây hai thân. Cây này hình thế. Mình sẽ đo anh em thông tin nhé. Hoành là được 70 hơn này. Anh em cao là được 80 này. Tàn rộng là 1m4 này. Cây này anh em báo 25 triệu. 25 triệu cái này nhá. Đây tôi có một chanh này, xanh dáng trực huyền này. Một đôi. Cây này là cây xanh quê này. À, cây này cũng già. Cây bên này là cây điền này, cây quê anh, cây điền đây này. Đấy. Một điền một quê anh luôn. À. Đúng rồi, một điền một quê. Thế à. Trai năm điền lại kết duyên với gái quê à? Đúng không? À. Đấy. Các bạn xem kỹ đôi này nhé, cái đôi rất là già rồi. Đôi này thì giao lưu với anh em 15 triệu một đôi. 15 triệu đôi này nhé. Đấy, kích thước nó cũng khá lớn nhé. Cũng phải 4 người khiêng, 2 người không khiêng được, nặng lắm. Vành chỗ này nó. Đấy, các bạn xem nhé, nó phải gần mét. Mỗi thân này thì nó cũng phải được gần 50. Cái kích thước tôi lớn, già, hoàn thiện. Ok. Đấy, cái này cây trực đẹp các bác nhé. Này là anh em nó chưa đặt tỉa, chưa vặt lá. Cái này thì gốc rễ đẹp nhé. Cây giả khô như này. Co lắc đẹp. Các bác nào mà khéo tay về tỉa tót qua cái là nhìn nó đẹp ngay. Này là hoành được 52. Chỗ cổ thân này nhé. Cao là được 85. Cái này cây gọi là cây trực văn nhân. Tán rộng được 90. Này giao lưu với anh em 12 triệu. 12 triệu. Chất liệu xanh nam điền anh em nhé. Đấy búp trắng này. Điền xịn này. Lá như thế này. Hơi quan nhẹ. Dày đẹp nhé. Cái này anh em chỉ vừa chơi thôi. Cây tương đối mịn rồi. Ok. Đấy, bác nào mà thích những cây nó vừa vừa tiền. Hoặc là cái form dáng mà nó hợp nhãn của mình. Thì cái này mình hiệp để giao lưu. Một cây xanh hai thân
Đó. Đây gọi là cây cũng mịn rồi. Thế gọi là thế phu thê, tình nghĩa vợ chồng, sống với nhau đến đầu bạc răng long, tình yêu vẫn đẹp như những đóa hoa. Yeah. Hiệp thì là một trong những thành viên của ban quản trị, phụ trách kỹ thuật. Tuy nhiên là làm MC thì anh Hiệp làm rất là tốt. Hoa văn cũng văn thơ cũng lãi lạc. Nghe thì rất là sướng tai. Anh em cứ vừa làm cỏ này vừa hát với gốc cây. Cuộc đời là vẫn đẹp sao ấy. Cái này anh Hiệp cho xin cái thông số của cây và giá. Cái này thì đo với anh em chiều cao, tình nghĩa phu thê nhá. Cao 1m3. Rộng cũng 1m3. Hoành cây này ở gốc hoành được hơn 100. Cây này giao lưu với anh em là bằng 25 triệu. 25 triệu cây này nhá. Xanh. Thân hiệu Nam Điền Xịn. Đó, các bạn xem luôn cho lá nhá. Lá dày hay quan. Hay lộc non nó trong này. Okay. Bên trong kia cả những cây giống đủ các loại để phục vụ bà con. Đó. Thì các bạn có đến tận nơi để xem. Còn đây là cái thịt anh em nhé. Cả những cây mà phục vụ như các bác có không gian lớn, làm bóng mát, lấy quả ăn. Đấy. Thị ơi, thị rơi bị bà đây. Đó. Đấy. Dí gần thì các bạn xem nguồn gốc rễ của nó này. Đấy, gốc đây nhá. Là cái thị nhá. À, cái rễ cũng khỏe. Đo luôn số đo anh quay vào gốc nhá. Rễ này nhá. Banh được 120 này. Thoát thân được 3m, chiều cao được 5m rưỡi, hàng rộng cũng phải được tầm 4 đến 5m. Này giao lưu với anh em là 85 triệu. Tổng thể cái thị nhìn từ xa này, đấy, bóng đẹp chứ, rất là tuyệt vời, một không gian rất là tuyệt vời, một nơi đáng để chúng ta đến tham quan và thưởng lãm. Video xin tạm dừng ở đây, xin chân thành cảm ơn.